Sự thật về trần nợ công của Mỹ mà ít người để ý. Trần nợ công của Mỹ, tên gọi chính thức là đạo luật trách nhiệm tài khóa. Dự luật này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Chủ tịch Hạ viện McCarthy nhằm giúp Mỹ thoát khỏi cảnh vỡ nợ. Thực tế là gì? Đây chính là một trong những cái biện pháp mà đáng lẽ ra Mỹ đến ngày trả nợ và không đủ khả năng trả nợ, ông sẽ phải tuyên bố vỡ nợ thì lại gia hạn cho ngày được trả nợ là đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nghe thì có vẻ là mỹ miều. Ở văn phòng quốc hội thì dự tính rằng là với cái thỏa thuận này, nước Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 1,5 tỷ USD. Nhưng thực tế ra, từ giữa tháng 6 thì mức trần nợ công của Mỹ đã tăng từ 31.400 tỷ đô la Mỹ đến hơn 32.000 tỷ đô la Mỹ vào giữa tháng 6 rồi. Như vậy là chính phủ Mỹ đã vay thêm rất nhiều tiền, mà kho bạc Mỹ sẽ chính là nơi lấp đầy cái lỗ hổng này. Đó chính là họ sẽ phải phát hành trái phiếu. Và mức trái phiếu được ban hành ra cũng chính là cái nguồn tiền được bơm ra thêm thị trường. Đây chính là một trong những cái dấu hiệu mà cho chúng ta có thể thấy rằng lạm phát khó có thể giảm sâu vào cuối năm nay. Tức là có thể lạm phát sẽ còn giảm vào giữa mùa hè này, thế nhưng vào cuối năm sẽ còn tăng quay trở lại. Mức chi tiêu còn tăng cao và lạm phát còn tăng cao, Mỹ sẽ phải tiếp tục diều hâu và tăng lãi suất gần như không thể tránh được. Và điều này nó sẽ kích hoạt một cái thời điểm trong tương lai, một cuộc đại suy thoái.